Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, người dịch Như Hòa, nhà xuất bản Phương Đông. Một pháp môn tịnh độ chính là pháp môn tối huyền, tối diệu, chí viên, chí đốn trong giáo pháp của cả một đời Đức Phật. Một pháp có đủ hết thảy pháp là viên, ngay trong đời này tu sẽ chứng đắc ngay trong đời này nên bảo là đốn. Hạng phàm phu lè tè sát đất cũng vào được pháp này, bậc đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng ra khỏi pháp này. Thật là một con đường tắt để thượng thánh hạ phàm chóng thành Phật đạo, là một chiếc thuyền từ phổ độ chúng sinh của chư Phật chư Tổ. Nếu luận về pháp môn niệm Phật thì chỉ có ba pháp: tín, nguyện, hạnh là tông yếu. Đầy đủ ba pháp quyết định vãng sinh. Nếu không có tín thật, nguyện thiết, dù có chân hạnh cũng chẳng thể vãng sinh, huống là kẻ tu hành hời hợt qua loa ư? Bởi lẽ pháp này cả ba đời chẳng dễ thường bàn, là đạo màu độ khắp ba căn. Hãy nên dốc trọn toàn thân nương về tu tập mới hồng chứng được lợi ích thật sự. Quy tắc tu học, lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn việc tốt đẹp cho người. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình, lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi đứng, nằm ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật không để gián đoạn, hoặc niệm Phật nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hễ còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, mà đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, mà đừng để mắt tới hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người đều là Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như những điều kể trên, thì nhất định được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phần 1. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Theo bản in của Phật Quang Viện, thành phố Bản Kiều, Đài Loan, tháng 2 năm 1982. Cư sĩ Lý Viên Tịnh kết tập, Ấn Quang Đại Sư giám định. Tựa: Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Pháp môn tịnh độ lý cực cao sâu, sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu, thường xem tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương tam thế, hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp này bèn coi thường. Sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Miệt thị pháp môn tịnh độ, chẳng chịu tu, là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây? Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành
cùng cầu giảng sinh ư? Ấn quan tôi từ lúc búi tóc đọc sách nhiễm ngay phải cái độc bài Phật của Hàn, Âu, Trình, Chu. May là không có được cái tài như Hàn, Âu, Trình, Chu. Nếu như có được chút tài như họ, ắt sẽ tự mình lầm, khiến người lầm, thân còn sống mà đã hãm trong địa ngục A Tỳ mất rồi. Từ năm 14, 15 tuổi về sau, bệnh nặng nhiều năm. Từ đấy chiêm nghiệm khắp xưa nay, xem kỹ kinh sách, mới hay những thuyết do Hàn, Âu, Trình, Chu lập, đó đều là những tri kiến quẩn quanh ngoài cửa ngõ, tuyệt chẳng đạt đến những sự huyền ảo trong nhà. Nhược quan được một năm, tôi liền xuất gia làm tăng, chuyên tu tịnh nghiệp, thề trọn một đời này là một kẻ tự tu, chẳng lập môn đình, rộng thâu đồ chúng đến nỗi con cháu đời sau làm Phật Pháp bại hoại, kéo cả Ấn Quan tôi vào trong địa ngục A Tỳ chịu khổ với chúng. Đến năm Quan Tự 19, Quý Tỵ 1893, Hòa Thượng Hóa Văn chùa Pháp Vũ ở Phổ Đà Sơn lên Kinh Đô thỉnh Đại Tạng Kinh, nhờ tôi coi sóc việc ấn loát. Xong việc, Hòa Thượng mời tôi cùng về núi. Biết tôi chẳng thích tham gia tăng sự, Ngài cho tôi ở riêng một liêu, tùy ý tu trì. Đến nay đã hơn 35 năm rồi. Ở núi lâu ngày, có việc phải dùng đến bút mực viết lách, tuyệt chẳng dùng đến tên gọi Ấn Quan. Ngay cả những văn tự cần phải ký tên, cũng chỉ tùy tiện viết hai chữ là xong. Vì thế, trong 20 năm qua, không có người khách nào đến thăm, cũng không có thư từ qua lại làm phiền. Năm đầu dân quốc 1911, cư sĩ Cao Hạc Niên đem mấy thiên văn cảo đăng trên Phật Học Tùng báo, chẳng dám dùng tên Ấn Quan mà dùng tên Ấn Quan, thường tự xưng là Thường Tàm Quý Tăng. Vì thế, ký tên là Thường Tàm. Cư sĩ Từ Uất Như và Châu Mạnh Do tưởng lầm là Kiến Thường. Nghe nói lầm như vậy, cả 3-4 năm chẳng hề biết. Sau, Mạnh Do lên núi bái yết, xin quy y, đem mấy thiên bản cảo tệ hại gửi cho Uất Như, đưa in ở Kinh Đô, đặt tên là Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao, khiến cho văn tôi gai mắt khắp mọi người cao nhã, nên càng thêm hổ thẹn. Năm dân quốc thứ 7, thứ 8, 1918-1919, họ lại lôi ra thêm mấy thiên nữa, soạn thành sách tục biên, in chung với cuốn sơ biên. Năm dân quốc thứ 9, giao cho Thượng Hải Thương Vụ Ấn Thư Quán, sắp chữ thành hai cuốn để làm bản lưu. Mùa xuân năm dân quốc thứ 10, sách in xong. Quan tôi lại qua Dương Châu, đem bản sách chữ năm dân quốc thứ 9 khắc thành một bản, chia làm 4 cuốn. Năm dân quốc thứ 11 lại giao cho Thương Vụ Ấn Thư Quán in thành 4 cuốn. Khi ấy, các cư sĩ chỉ yêu cầu in 2 vạn bộ. Nhưng đến khi Thương Vụ Ấn Thư Quán in xong, gửi ra bán, số ấy vẫn chẳng đủ. Mùa đông năm dân quốc thứ 14, 1925, lại giao cho Trung Hoa Thư Cục in bản tăng quản, bản mở rộng do thêm vào những bài mới, cũng chia thành 4 cuốn, dày hơn lần in trước 100 tờ. Mùa hạ năm nay in sách do phong trào công nhân đấu tranh, giá in rất cao, chỉ in được 2.000 bản. Bản gốc đã đem đánh máy ra thành 4 bản sao, thì nhà in giữ lại 2 bản, trả về cho quan 2 bản. Tôi bèn giao cho Hàng Châu Triết Giang Ấn Loát Công Ty in trước 1 vạn bản, sau đó sẽ in tiếp. Một nhân duyên tình cờ nữa là cư sĩ Viên Tịnh Lý Vinh Tường trong mấy năm qua chuyên tâm học Phật. Đối với luận khởi tính, kinh Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác đều viết sớ giải. Quan bảo, người thanh niên nên thiết thực dụng công niệm Phật trước đã. Đến khi nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước dày rồi sẽ lại phát huy, tự có thể xiển minh Phật ý truyền khắp vũ trụ.
Khi ấy, ông Lý chẳng chịu là đúng. Sao vì dụng tâm quá độ, tinh thần, thân thể mỗi ngày một suy, mới hay lời tôi nói chẳng sai. Ông bèn đọc kỹ văn sao, hoan hỷ khôn xiết nên trích lục những nghĩa trọng yếu, chia thành từng môn, từng loại, soạn thành một cuốn. Tính dùng giấy in báo in 1000 cuốn để đáp ứng nhu cầu cần đọc ngay của độc giả. Tháng 5, ông đến thư chuyện cùng quan, rồi cùng vợ thọ quy y. Tháng 8 sách in ra, chẳng lâu sau sách được thỉnh hết, thư yêu cầu nườm nượp gửi tới. Tôi bèn bảo giám ngục Tào Hà Kinh sắp đặt việc in sách. Cư sĩ Trần Địch Châu xin đảm nhiệm việc trình bày cũng như chịu phí tổn đánh máy 4 bản sao. Ông lại chịu tiền in 2000 bản, một lúc bỏ ra gần 2 vạn. Giới xuất xứ của mỗi câu trong bản này thuộc quyển nào, trang nào, ông Lý đều ghi kỹ để người đọc có thể đối chiếu với quyển văn sao. Do chỉ chép lấy những nghĩa trọng yếu trong các bài văn xếp vào một loại, nên trong mỗi thể loại, ý nghĩa của từng đoạn trích khá giống nhau. Nhưng tôi chẳng lược bớt đi, ngõ hầu người đọc được khuyên đi khuyên lại nhiều lần, sẽ đoạn ngay được lòng nghi, phát sinh lòng tin. Xuất xứ từ quyển nào, trang số mấy đều dựa theo cách đánh số trong bản tăng quảng văn sao để làm bản lưu thông vĩnh viễn, sau này không phải in lại nữa. Lại vì văn sao ý nhiều, nghĩa lắm, có lẽ kẻ sơ cơ khó lòng phân biệt, hiểu rõ dễ dàng được. Nên tôi thuận theo cơ nghi, muốn cho họ trước hết thấy được những điều trọng yếu của pháp môn, từ đấy sẽ thiết thực tấn tu, tự đạt đến chỗ cùng cực, khỏi phải đến nỗi nhìn biển than dài, hoặc đến nỗi lui sụp. Nhân đây, chép cả 1 lục cuốn văn sao tuyển độc biên vào sau 1 lục cuốn gia ngôn lục, để người chưa từng nghiên cứu Phật học dễ theo dõi. Tôi trình bày nguyên do như thế để mong người đọc đều biết rõ. Nguyện người thấy, người nghe, đừng cho lời tôi nói là tầm thường, quê mùa rồi bỏ qua, chỉ toan cầu lấy điều cao thâm, huyền diệu. Đạo của Như Thuấn chỉ là hiếu để mà thôi. Đạo của Như Lai chỉ là giới, định, huệ. Thực hành được việc tầm thường, quê mùa, hành đến cùng cực thì lý cao thâm huyền diệu. Há còn phải cầu nơi nào khác nữa. Nếu không thì chỉ cao thâm huyền diệu nơi đầu môi chót lưỡi, khi sinh tử xảy đến chẳng dùng được mảy may. Xin độc giả hãy lưu tâm. Mồng 8 tháng Chạp năm Đinh Mão, Dân Quốc 16, 1927. Cổ Tân Thường Tàm Quý Tăng Thích Ấn Quang cẩn soạn. Duyên khởi. Tái bản Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Cổ Đức nói: pháp chẳng thể phát khởi một mình, mà cần phải có nhân duyên. Rõ ràng là người có thể hoằng đạo, chứ đạo chẳng thể hoằng người. Pháp chẳng tự hoằng, đao chẳng thể tự sát thương, toàn là phải nhờ vào con người hoằng dương, vận dụng. Nay muốn in hơn 1000 cuốn, ắt cũng phải có nhân duyên. Vì thế, tôi nay chia ra 3 điều duyên khởi để thuật rõ gốc ngọn, ngõ hầu độc giả biết được 1 đôi điều, sinh ý tưởng khó gặp gỡ, sinh tâm khánh hạnh. Do văn tư tu, khởi tính nguyện hạnh, nhập niệm Phật tam muội, ai nấy cùng thấy Di Đà, người người chứng địa vị bất thoái. Đấy chính là điều tôi thắp hương cầu khẩn vậy. Thứ nhất là thực hiện nguyện cũ. Nhớ lúc năm Dân Quốc 57, 1968, tôi đến học tại Trung Quốc Phật Giáo Nghiên cứu Viện, có dịp đọc được trong thư viện cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, chẳng ngăn nổi vỗ tay, dậm chân, hớn hở vô lượng. Nhận thấy đây là một tác phẩm ngàn đời khó thấy, ngàn kiếp khó gặp, chẳng gieo trồng cội đức, dễ đâu được gặp, mà nay được gặp gỡ.
Tôi bèn hạ quyết tâm đọc một mạch, không dưới mấy mươi lần, ngộ được chẳng ít Phật lý. Trong tác phẩm này có rất nhiều đạo lý tôi chưa từng bao giờ biết đến, và có cảm giác phải nghiền ngẫm phi thường. Tôi nhận ra hết thảy những Phật pháp được nhắc đến trong văn sao đều là những của báo có sẵn trong nhà mình, chẳng đến từ bên ngoài, khác nào đếm của gia bảo, giói tay liền được. Nhân đó, tôi đọc đi đọc lại những kinh điển, luận tạng được nhắc đến trong văn sao, như ba kinh Tịnh Độ, Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Long Thư Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ, Liên Tông Bảo Giám, Niệm Phật Luận, Tịnh Nghiệp Chỉ Nam, vân vân. Trong mỗi một cuốn ấy, câu câu đều là lời vàng, chữ chữ đều là quy tông. Tu theo đó thì đều do hữu niệm chứng nhập vô niệm, chuyển nhiễm niệm thành tịnh niệm, tự chứng tối thượng thừa, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Trong cuốn Gia Ngôn Lục, Đại sư Ấn Quang đã giải bày trọn vẹn lẽ sai biệt giữa tự lực và Phật lực, giới hạn của thiền tông và tịnh tông, phân tích rõ ràng khiến kẻ sơ học đoạn nghi sinh tính, biết nên lấy bỏ những gì, càng vào càng sâu. Tu theo đó, ngàn người tu, ngàn người được giảng sinh, vạn người tu, vạn người được giải thoát. Nhất là chữ tử, chết, do đích thân Đại sư Ấn Quang viết, chính là diệu dược vô thượng để tiêu phiền não, trừ khử vọng niệm. Mọi loài chúng sinh dựa vào chữ tử ấy, nghĩ đến địa ngục phát tâm bồ đề, dùng tín nguyện sâu xa trì danh hiệu Phật, lâm chung gặp Phật, giảng sinh Tây Phương chẳng biết là bao nhiêu. Bởi thế, ngay khi ấy, tôi liền phát nguyện rằng, trong tương lai, ngày nào đó, khi có nhân duyên diễn giảng Phật pháp cho đại chúng, tôi nguyện sẽ đề xướng ấn loát và giảng giải cuốn Gia Ngôn Lục, hồng đại chúng hiểu rõ yếu nghĩa tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ mới thôi. Đây chính là nhân duyên thứ nhất vậy. Thứ hai là kinh nghiệm niệm Phật. Kể từ khi đọc được văn sao Gia Ngôn Lục rồi, tôi thường đọc đi đọc lại, cơ hồ gần chán, nhưng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa. Tiếp đó, đọc hai cuốn văn sao Thượng Hạ, những chỗ chưa hiểu lại đem thỉnh vấn lão sư. Tư duy thọ trì đôi ba lượt như thế, đem những chữ tử do đại sư viết dán đầy cả phòng, giờ giờ tự kinh hãi, khắc khắc tự răn nhắc mình. Lúc ấy tôi mới 17 tuổi, suốt ngày chấp trì danh hiệu, có thể nói là Phật chẳng lìa tâm, tâm chẳng rời Phật. Suốt ngày hiếm mở miệng nói năng một đôi câu, nếu ai hỏi đến cũng chỉ dùng tay ra hiệu mà thôi. Có lúc thậm chí cả 2-3 ngày tôi chẳng mở miệng nói câu nào. Bởi thế những người thường gặp mặt tôi bèn hủy báng, độ bệnh thần kinh, độ ma dựa. Tôi nghe riết thành quen, chẳng lưu tâm đến nữa, cho rằng đấy là một đại nhân duyên để tiêu diệt tội nghiệp đời trước của mình, khiến cho mình càng thêm dũng mãnh, tinh tấn, chẳng lười nhác. Dụng công như thế, mãi đến khi tôi tốt nghiệp ở nghiên cứu viện vào năm Dân Quốc 59, 1970. Lúc ấy tôi vừa 19 tuổi, thân thể yếu đuối, lắm bệnh, nhưng luôn nhớ kỹ lời đại sư khai thị cho hành giả trong văn sao. Người niệm Phật chẳng sợ sinh bệnh, chỉ sợ chẳng thể thấy Phật, niệm Phật. Khi thân thể trở bệnh, thường nghĩ đến cái chết, dạng duyên buông xuống, nhất tâm niệm Phật. Như thế thì, nếu tuổi thọ chưa hết, sẽ chóng lành bệnh. Nếu hết tuổi thọ, sẽ mau được giảng sinh, là do tâm hợp với Phật, tâm hợp với đạo vậy. Do đấy, tôi lập công khóa nhất định, trong vòng một ngày, Phật sự phải làm là lễ bái 48 nguyện, trì tụng 108 biến thần chú Đại Bi,
niệm Phật hiệu vô số. Dụng công như thế suốt một năm, chẳng những thân thể không khỏe hơn, lại càng thêm hư nhược. Lúc ấy tôi đang ở chùa Thập Phổ Đường Nam Xương tại Đài Bắc. Khéo sao có một vị pháp sư tên là Tánh Quán bị ung thư gan đến thời kỳ thứ ba, phải đưa vào bệnh viện. Ít lâu sau, bác sĩ bảo không còn cách nào chữa được, đưa sang thiền đường chùa Lâm Tế chờ chết. Mấy ngày sau, sư thượng thổ hạ tả, ói ra toàn là máu, được ít lâu thì chết. Khi đó, tôi mới chỉ 20 tuổi, thân thể hư nhược đến cùng cực, thân như cây khô, tinh thần yếu đuối. Người trong chùa thấy tình cảnh ấy, không ít người bảo tôi: "Tôi xem thầy chẳng mấy chốc cũng giống như pháp sư Tánh Quán, nhất định phải chết thôi." Hoặc bảo: "Tôi xem thầy chẳng sống được bao lâu nữa." Lúc ấy, đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Sau cùng, bất đắc dĩ chẳng biết làm sao, suốt ngày chỉ nghe băng xướng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật của pháp sư Sám Dân mà niệm theo, nhất tâm đợi Phật tiếp dẫn giảng sinh. Suốt một năm như thế, chẳng những chưa giảng sinh mà tình cờ sao, trong một lần đang niệm Phật, niệm đến mức tâm không cảnh vắng, tâm tịnh Phật hiện, đích thân thể hội mùi vị, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Từ đó, thân thể của tôi ngày càng khang kiện. Máy cassette tặng cho người khác, đem hết thảy tiền bạc mình dành dụm hoặc đồ cúng dường của tín đồ, mỗi mỗi đều dùng làm phương tiện khuyên người khác niệm Phật, phỏng theo cách của Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư và Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư, xin tiền đem cho trẻ, dụ chúng niệm Phật, hoặc mua tự điển, bút chì tặng cho trường tiểu học, hoặc mua bút máy, sổ nhật ký tặng cho học trò bậc cao trung trở lên. Trước hết dạy chúng lễ Phật, niệm Phật, rồi mới tặng cho chúng thứ này thứ nọ. Trong vòng khoảng một cây số, không có trẻ nhỏ nào chưa từng nhận lãnh sự giáo hóa, bố thí của tôi. Ai nấy thấy tôi đều kêu lên: "Tiểu sư phụ, A-di-đà Phật!" Sau hơn một năm như thế, lớn nhỏ đều biết niệm Phật. Một hôm, tôi nhận được công văn kêu đi nhập ngũ. Tại Đài Loan, chư tăng không được miễn quân dịch. Toàn bộ tăng sĩ trẻ phải nhập ngũ, thi hành quân dịch một thời gian trước khi được trở về chùa tu tiếp. Ngày trình diện là mùng 1 tháng 5 năm Dân Quốc 63, 1974. Trong lòng thầm nghĩ: "Lần này đi quân dịch, chuyện sinh tử khó lòng đảm bảo. Vạn nhất chết trận thì biết làm sao? Chẳng bằng lúc còn sống phải dự bị ổn thỏa mới nên." Nhân đó bèn đem bộ Tịnh Độ Tùng Thư 20 quyển mới mua chưa lâu, lúc ấy còn đang trong thời kỳ ấn hành, chưa in xong toàn bộ, tặng cho truyền đạo học trưởng. Đem các tự điển Từ Hải và Khang Hy tặng cho pháp sư Minh Quảng. Cố lão sư có tặng cho tôi một bản Thánh Giáo Tự của Dương Hy Chi mang từ Đại Lục qua, thật là của báo vô giá. Tôi cũng tặng luôn cho bạn đồng học là Ngộ Khiết. Áo Hải Thanh và Y Ca Sa tặng luôn cho bạn đồng học là Ngộ Quán. Còn thì đồ đạc trong ngoài, dù lớn hay nhỏ, đều tặng hết cho đại chúng. Chỉ còn mỗi một cái túi da xấu xí là chưa tặng ai cả. Lòng nghĩ, nếu như trong quân đội, vạn nhất mình may mắn bỏ xác, cũng là nguyện vọng của mình đã thành đạt. Vì sao vậy? Vì tôi đã sớm chuẩn bị, nhớ kinh Địa Tạng có dạy: hết thảy công đức đã làm khi còn sống đều thọ được hết cả. Nhưng chết đi, làm hết thảy công đức thì bảy phần chỉ được hưởng một phần. Cho nên những điều mình có thể làm được trong khả năng của mình thì đều làm hết. Vì thế, một hai ngày trước khi nhập ngũ, tôi đem số tiền cúng dường là 7.000 đồng chia thành ba phần. Một phần là 5.000 đồng
tặng cho công trình xây dựng Tịnh Giác Dục Ấu Viện, viện nuôi trẻ Tịnh Giác. Một phần là 600 đồng cúng dường cho huynh đệ đồng tu, còn tự mình chỉ mang 1.400 đồng đi nhập ngũ mà thôi. Sau đấy, suốt 3 tháng tại trung tâm huấn luyện chịu cam khổ như mọi người. Có tháng tiền chỉ có 350 đồng lại cần phải mua thức ăn chay. Lúc ấy mới hay tiền chẳng đủ dùng, tiền là trọng yếu. Xong 2 năm quân dịch, chẳng những không chết, thân thể còn càng thêm cường tráng, khang kiện. Thế mới biết công đức niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn, quả báo cũng chẳng thể nghĩ bàn. Hiện tại tôi đã giải ngũ hơn 5 năm rồi, phải làm lại hết thảy từ đầu. Muốn mua kinh sách gì hoặc là thành lập đạo tràng và những thứ cần dùng hàng ngày đều hoàn toàn cậy vào sự nỗ lực của chính mình. Do đó, đến nay đã 30 tuổi đầu rồi mới bắt đầu xây dựng đạo tràng. Ngoài việc giảng kinh, thuyết pháp, chẳng quên đề xướng ấn loát bộ, ấn quang đại sư Gia Ngôn Lục. Đấy là nhân duyên thứ hai. Thứ ba chính là để kết duyên lành. Kinh dạy, lúc chưa thành Phật nên rộng kết nhân duyên. Kinh còn dạy, Phật đạo kiến lập trên thân chúng sinh. Nếu không có chúng sinh nào để độ thì chư Phật chẳng thể thành chánh giác. Bởi thế, sau khi giải ngũ, tôi liền đối trước Phật phát nguyện. Phàm ai có lòng muốn học Phật Pháp thì nghĩa vụ của con là phải dạy dỗ họ cho đến khi họ học hiểu mới thôi. Tiếp đó, duyên khởi in cuốn Gia Ngôn Lục là do cư sĩ Kim Bích Hoa và cư sĩ Ngô Cẩm Hoàng giới thiệu, nên tôi được quen biết cư sĩ Cư Bính Lân và vợ là cư sĩ Cư Ngô Sắc. Họ nói trước đây đã từng học hiểu cuốn Tứ Kinh Hợp Đính Bổn, hiện tại muốn học Tam Muội Thủy Sám, xin tôi phát tâm giảng dạy cho họ. Tôi liền đáp, được. Lúc đó, Ngô cư sĩ và tín đồ của họ đang có mặt đều phát tâm muốn học, muốn đến chùa tôi, xin tôi mỗi tuần chọn một ngày nhất định đến chỗ họ giảng dạy. Tôi nói, trước mắt Phật Quang Diện chưa lạc thành, dự định ngày 19 tháng 6 năm nay, đúng ngày thành đạo Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ làm lễ khai quang thánh tượng, ngày ấy đúng vào chủ nhật. Hiện tại trong Phật Tổ hội đang tích cực quyên góp. Hội này do hai vị cư sĩ Kim Bích Hoa và Ngô Bảo Ngọc cùng phát khởi. Một hội chọn ra tên hai người, lần lượt chia phiên nhau xuất ra 500 đồng trong một tháng nào đó, định hạn là 20 tháng cho đủ 1.000 đồng. Trong ấy có người thanh toán trong một lần, có người chia ra hai lần đóng góp tùy sức mỗi người. Mục đích là đại chúng hóa, phổ biến hóa, để người hữu duyên có cơ hội tham dự công đức đúc kim thân Phật. Khưu cư sĩ nghe xong liền phát nguyện đúc tượng Tây Phương Tam Thánh. Ngoài ra thì tham gia một hội hoặc hai hội khác nhau. Kinh nói, lục độ vạn hạnh, bố thí làm đầu. Trong các nhiệm vụ cấp bách của việc phát tâm thì hỷ xả là bậc nhất. Chủ trời Đao Lợi xưa là cư sĩ, trông thấy tượng Phật bị hư nát không chịu nổi, bèn phát tâm rủ rê bè bạn 32 người tạo kim thân Phật. Do nhân duyên ấy, sau khi mạng chung, sinh làm Đế Thích Thiên Chủ, tục gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. 32 người kia mỗi người làm chủ một cõi trời, thống trị nhân dân trong nước mình, phước đức trí huệ vô lượng, được người đời lễ bái. Bởi vậy, kính mong chư vị đại đức đều sinh lòng hoan hỷ, phát lòng tùy hỷ, xuất tiền, xuất lực, tam luân không tịch, vô trụ sinh tâm, công đức vô lượng. Hiện tại, muốn ấn loát hơn 1.000 cuốn Gia Ngôn Lục, riêng khưu cư sĩ đã phát tâm xin in 1.000 cuốn, đem công đức này hồi hướng pháp giới chúng sinh cùng sinh tịnh độ. Đấy là nhân duyên thứ ba.
ba điều duyên khởi vừa lược thuật trên đây đều nói đúng theo sự thật, chứ chẳng phải là lời thêu dệt, cốt để bày tỏ những điều ấp ủ trong lòng tôi, nhằm nói lên nguyện lực Phật Di Đà rộng sâu, công đức niệm Phật thù thắng, đọc văn sao lợi ích vô tận. Chỉ nguyện bậc trưởng bối xem đến, phát lòng từ bi chỉ dạy. Người ngang hàng nghe đến, sinh ý niệm tham khảo tùy hỷ. Kẻ giảng bối biết đến, sẽ sinh lòng hỗ trợ, tăng trưởng pháp. Từ một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn. Cha mẹ dạy bảo con cái, thầy dạy trò, quan trên dạy bảo cấp dưới, từ gần lan ra xa, phổ độ hữu tình. Chỉ mong mình và người cùng giữ trong liên trì hải hội, chúng u minh cùng nhập Di Đà nguyện hải, đều thành chánh giác cùng hóa độ chúng sinh. Con chỉ mong mười phương tam bảo, hộ pháp, long thiên cùng xét soi tấm lòng thành khẩn của con đỏ, rủ lòng từ mẫn gia bị. Phổ nguyện thập phương thiện tín, chư vị đại đức đều sinh tâm từ bi hỷ xả, cùng khởi ý niệm ủng hộ tam bảo. Chỉ mong những ai thấy nghe đều phát bồ đề tâm, hết một báo thân này cùng sinh về cực lạc. Nếu được như thế thì pháp môn may mắn lắm, chúng sinh may mắn lắm. Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 71, 1982, tháng Giêng âm lịch, tiết Nguyên Tiêu, bản Kiều Thường Tàm Quý Tăng Thích Ngộ Tông kính soạn. Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.dieuphapam.net, thực hiện